Alo, rồi anh lên nghe. Rồi. Dạ được, rồi để em hỏi anh Tuấn nha. Rồi có gì rồi em gọi lại cho chị nha. Cảm ơn chị. Rồi. Hello. Quý vị Cô Cindy, liên con tục nghe á, nè. trong Dạ rồi, cả cảm ơn cô. Dạ rồi. một mấy tuần nay 7766 đó, Winter giùm con. Dạ. là quý vị thấy á, là sản phẩm nó khác thường không? Quá khác thường đúng không quý vị? Là lần này á, là quý vị á, thấy á, là cái chất đề kháng của nó quá cao đi. Cái gì chúng tôi đưa đến cho quý Hello, vị cũng cô đều có Ngọc cái ơi, chất con đề nghe kháng nè, cô thiệt là Ngọc. cao. Là tại vì cái mùa dịch của cái cuối năm này á, là người Hàn Quốc á, họ rất Thái là thượng sợ lão quân, dạ. là cái bệnh dịch Dạ là thưa cái đúng vi rồi cô. trùng á, nó truyền nhiễm nhiều quá và nó làm cho Mai mọi cô ra người lấy á, sớm giùm nhất là con nha, những người chị mà mấy người mà gọi vô ra sớm thì lấy sớm giùm con nha. COVID á, chích Rồi vaccine, cảm ơn cô. những cái vaccine đó thì nó làm cho Rồi cô người tên gì đó cô bị Ngọc phải không? quên đi rồi yếu Rồi rồi cảm ơn mất cô. đi cái Dạ. chất những cái con đề cái con kháng khuẩn tốt. Thì chúng ta gặp với trời mà lạnh á, chỉ cần thổi nhẹ qua cái da tay hoặc là cái áp hay cái mũi mình thôi là mình sẽ bị cảm, mình sẽ bị cảm liền, mình sẽ bị nhiễm 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 hàng liền thưa quý vị. Cho nên quý vị thấy là những cái sản phẩm mà tôi mã đưa lên cho quý vị ngày hôm nay là tất cả đều có chất đề kháng cực kỳ cao và cực kỳ khỏe, cực kỳ bổ luôn. Và ngày hôm nay đây là hắc thiên, Thiên đây hắc là hắc sâm. sâm nha, đây là Thiên hắc sâm quan dạ. đây ngoài đây là thiên hắc sâm quan giả, tinh cốt nha, đây là tinh cốt thiên hắc sâm Cao quan đặc giả dạ. đó, đây là tinh cốt. Khi mà nói mình tinh cốt á là nó là cao đặc, nhưng mà cái tinh cốt và cái cao đặc nó khác, là cái tinh cốt á, là cái chất hàm lượng bổ ích vẫn còn nhiều trong đây, là nhiều cái chất saponin nằm trong đây thưa quý vị nha. Hôm nay tôi mã xin gửi đến quý vị đó, đó quý vị thấy đó là đây là tam quý nha, đây là tam quý đại bổ cao đặc hắc sâm đó quý vị thấy không. Là cái điều mà quý vị thấy là ngày hôm nay á, là quý vị thấy là cái sản phẩm mà chúng tôi đưa về đó là nó cao hơn thêm 2 bậc nữa nha. Đó, Đẹp quá thứ cái nhất chai, á, đẹp là nó có chính phủ kiểm đẹp duyệt, đúng rồi, và Hàn đây là Quốc. những cái hãng mà để mà cho biết việc đó là cái sâm tốt cỡ nào, và có thêm một cái sự bảo chứng của tập đoàn Samsung ở trên đây nữa thưa quý vị. Đó, quý vị thấy á, là rất là đặc biệt nha. Khi mà chúng ta có được là vừa có hắc sâm đông trùng hạ thảo và rồi cộng thêm Nấm linh chi. lính đỏ linh chi, vì thế lính đỏ là linh chi cái nấm đỏ đó red red chi đó quý vị, là nấm đỏ thưa quý vị. Đó là nó sẽ đem cái điều nhiều cái bổ ích mà có tốt hơn so với lại những cái loại nấm mà quý vị ở trên thị trường đang 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 có thưa quý vị nha. Đó, bây giờ mình vô vấn đề liền, là mỗi một chai như vậy đó là 189 đồng nha, mỗi một hũ vậy là 189 đồng như quý vị nha. Cái này là quý vị uống vào đó nó vừa bổ và vừa ngon, vừa bổ vừa ngon. Và có một điều quý vị đừng đừng quên rằng tại sao trong cái thời buổi ngày hôm nay có rất là nhiều người bị đột quỵ vào cái tuổi 20 mấy mà chúng ta chưa bao giờ từng nghe được, là do chúng ta không phải là đột quỵ, là vì vấn đề là như vậy, là khi cái máu nó không được tuần hoàn á, chẳng hạn như là quý vị có những cái điểm chẳng hạn như là quý vị ăn no hay là tiêu hóa không có được ổn định, rồi cái chất kháng khuẩn tốt quý vị không còn nữa, thì nó sẽ nó có nhiều cái vi trùng nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Quý vị biết chẳng hạn như chúng ta ăn xong là nó sẽ ra phân, thì cái phân đó nó sẽ tích trụ nằm ở dưới, nó đợi cho nhiều rồi nó sẽ đúng cái thời điểm đó để mà nó đi ra. Nhưng mà khi mà trong cái thời gian mà nó tích tụ nằm ở dưới đó thì nó vi trùng không thể nào tưởng tượng được, thì trong cái cơ thể của mình bây giờ là không còn cái chất đề kháng nữa, là tại vì cái vaccine 19, những cái mũi chích vi trùng COVID-19 được gọi là vaccine, khi mà chích vào một mũi, 2 mũi, 3 mũi
thậm chí có những người 4 mũi và 5 mũi cũng rất nhiều. Và những người đó Tuấn Mã biết là họ đang sợ không biết ngày nào họ sẽ rời khỏi cái đất nước, cái đất này, là tại vì có quá nhiều mọi người đã rời khỏi rồi, là tại vì cái con kháng khuẩn tốt á, nó không còn trong cơ thể nữa, và cho nên rất là nhiều vi trùng tấn công ở trong cái cơ quan của mình, và cho nên có rất là nhiều người chết vào ban đêm là tại vì cái máu không tuần hành. Và cũng hẳn như là quý vị nên tránh là nếu ai có cái huyết áp cao hoặc là máu không tốt hay là bệnh tiểu đường, xin quý vị đừng có tắm cái nước nóng quá 37 độ, dưới 37 độ nha quý vị nha. Đừng có tắm vào những cái độ đó, thì như vậy chúng ta, tại vì một khi chúng ta, quý vị biết tắm nước nóng quá đó là nó sẽ làm tắc nghẽn đi những cái lỗ, nó mở ra những cái lỗ chân lông, tại nó nóng mà, thì nó sẽ, cái nước nóng sẽ hấp thụ vào qua cái lỗ chân lông và nó chặn đi lại cái đường, những cái đường mạch máu của chúng ta, thì từ đó mà chúng ta sẽ gây ra cái sự biến đổi trong cái giấc ngủ của mình, là sẽ bị đột quỵ và máu nó không lưu thông. Cái đó là rất là thật sự đó quý vị nha, cho nên là quý vị nên cẩn thận. Thì cái này là nó đem, người Hàn Quốc ngày hôm nay họ làm cái này ra với là những cái nhiều cái chất đề kháng, là đó là họ hiểu được, cho nên họ mới tăng trưởng thêm là cái đông trùng hạ thảo và nấm đỏ lên chi đó. Còn cái vấn đề mà hắc sâm là quý vị đã biết rồi, nó luôn luôn làm cho cơ quan của mình, máu mình tuần hoàn và ấm áp, và cơ thể của mình nhiều chất đề kháng, mà ba cái này cộng lại thì quý vị biết là cái chất đề kháng cực kỳ cao. Chúng ta phải cần có những cái chất đề kháng cao để mà chúng ta thay thế những con kháng khuẩn tốt của mình. Tại bây giờ chúng ta trong cái cơ thể chúng ta không còn cái con kháng khuẩn tốt nữa, vi trùng vô là chỉ có là chúng ta đón hết, hứng hết, không có gì lọc ra hết. Hồi xưa chúng ta có vi khuẩn tốt thì cái gì dơ thì cái vi khuẩn tốt nó sẽ kháng cự lại và nó đẩy đi. Chỉ trường hợp quý vị nào kháng khuẩn quý vị quá yếu thôi thì như nó sẽ xâm nhập. Thì bây giờ chúng ta dùng cái này tạo cái con kháng khuẩn tốt để chúng ta chống lại những cái bị viêm, những cái bị cảm, những cái cơn gió lạnh lẽo ngoài và xâm nhập đến cơ thể của chúng ta, thì chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm Tam Quý Đại Bổ cốt tinh cốt hắc sâm này thưa quý vị nha. Giá của nó là 189 đồng. Hôm nay cái chai này Tú Mã xin gửi đến cho quý vị một cái giá là đặc biệt nha quý vị, là 125 đồng nha. Đó, 125 đồng. Đó, quý vị sẽ mua được cái giá rất là tốt là 125 đồng thôi. Dạ, được nha. Rồi. Đó, nhưng mà có mua cái gì cơ? Nếu mà quý vị nào á nha. Dạ, được. 125 đồng. Rồi, nếu quý vị nha. Nào mà mua dạ rồi. Một, ngày mai quý cô vị lấy nha. Giùm con có nha. Được. Dạ. Còn quý vị nào mà mua 2 trở lên là rồi. Còn 9259 luôn. 89 chạy ra nha. 89 đồng quý vị mua 2 chai trở lên. Ok cô. Rồi. Nha quý vị nha. Còn quý vị nào mà mua 3 chai trở lên, mua 3 hũ trở lên nha, 3 hũ trở lên. À, 3 hũ trở lên. À, từ nó là 89 đồng mua 3 hũ trở lên thì còn lại là 79 đồng thưa quý vị nha. Wow. Cái này á là 79 đồng là quý vị mua 3 hũ trở lên. Còn rẻ hơn sâm nước luôn ha. Như quá wow. Rẻ, quá rẻ. Mà cái này xài lâu lắm quý vị ơi, quý vị nào mà hello, rồi hãy lên nghe. Nha, quý vị nào mà mua 3 hũ dạ trở rồi. Lên. Chị, mỗi chị chạy ra giùm em nha. Ngày mai ra lấy thôi. Giùm em nha. Dạ rồi, đó. Cảm ơn chị. Mà cái này á đặc biệt đó là quý vị có thể làm quà được, là Tuấn Mã sẽ có cái hộp, lần này có cái hộp á. Cái hộp rất là đẹp luôn đó, để mà làm quà luôn nha. Rồi, 714-290-5902 và 408-499-7523 nha quý vị nha. Hello, dạ, anh Lê nghe. Quý vị nào mà thấy trên màn hình là gọi dạ vào. Dạ rồi, cô Phúc lấy mấy phần, cô Phúc ơi. Một cái giá rất là đặc biệt đây. Đó, dạ rồi, cảm vào. Ơn cô. Dạ rồi, con bay cô nha. Rồi, mai ra lấy giùm con luôn. Rồi, 6779. Dạ được, rồi cô chạy ra giùm con dạ, luôn hello. Nha. Dạ. Dạ, 7766 Westminster giùm dạ, con được nha. À. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Rồi 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 lấy ba hũ à dạ hello dạ 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 chú dạ, rồi. Rồi, rồi cảm ơn dạ dạ rồi dạ rồi ok chú ghé ngang qua giùm con luôn nha. Rồi cảm ơn chú. Rồi thiệt nhanh nha quý vị nha, hôm nay nè mua 2 thì là 89 đồng, mua 1 là 125, mua 2 là 89, mua 3 là 79 đồng nha quý vị nha.
Cho nên là cái gọi là cái này là cái thiên hắc xâm hoang dã cao đặc, cộng thêm linh chi, cộng thêm với đông trùng hạ thảo nữa. Mà một hộp như thế này 240g là quý vị có thể xài được bằng cũng khoảng 4.000 lít. Cũng khoảng 4.000 lít nước luôn, hơn luôn á. Cái này là cực kỳ lâu 4.000mg. Quý vị biết là lần này cái sông này Tú Mã phải nói là rất cảm ơn đến cái nhà sản xuất là rồi, đã hello, tạo ra 5993. Cho chúng ta nhiều cái sức khỏe như vậy. Vô dạ rồi, cô vậy lấy mấy hộp? Nó vừa ba có hộp hả cô ha? Hắc xâm, đông trùng hạ thảo. Dạ đúng rồi, ba hộp chỉ có 79 thôi cô. Quý vị biết những cái thứ này là dạ chất đề kháng cực kỳ luôn. Hộp. Cảm ơn rất cô là nha. Cao và dạ, hỗ trợ được. Cho quý vị rồi, tuyệt đối tốt. Chị. Cho quý vị như lấm đỏ lên chi á, là nó cản trở những cái ho sổ mũi, cái đông trùng hạ thảo là quý vị biết là nó hỗ trợ và tiểu đêm bổ thận vân vân và vân vân, và hắc xâm rồi, quý vị biết là chạy ra nó tuyệt vời. Đây là ba dạ, cái sản phẩm này, cảm ơn chị. Nó quá là tuyệt vời. Okay, quý vị rất là nhiều quý vị gọi nha. Dạ, 7142905902 và 4084997523. Hello anh Lên nghe đó. Rồi cảm ơn. Giờ dạ rồi, cho đó. Em quá là đặc biệt, xin cái thẻ quá chị là nha. Rẻ rồi quá em gửi về cho chị nha. 7766 Westminster. Rồi cảm ơn chị. Rồi hello anh Lấy nghe đây. Dạ. Dạ được. Dạ được. Lấy 2 hộp. Dạ rồi, hả? Chạy ra giùm em nha. Lấy 2 hộp. Dạ rồi, cảm ơn chị. Thì 2 hộp 89 đồng đó. Ok rồi. Rồi rồi được, rồi. Rồi lấy 3 hộp. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn. Đó quý vị, đây là cái sản phẩm mà quý vị biết là nó đầy đủ nhiều như là năng lực để mà đem đến cho chúng ta nhiều cái chất đề kháng, cũng như là hỗ trợ và đem lại cho quý vị, thay thế cho quý vị những cái con kháng khuẩn tốt mà bị giết đi rồi, 2645. Bởi vì cái vaccine 19. Dạ rồi, chị chạy ra cho Thành Lê nha. 7766 Westminster. COVID-19 khi mà chích dạ, vào người rồi, thưa quý vị. Dạ. Bởi vì có rất là nhiều người đã bệnh, đang nằm trong bệnh viện và đợi ngày ra đi. Và cũng có rất là nhiều người đã chết trong đêm. Và có rất là nhiều các em nhỏ đã chết dưới căn bệnh được gọi rằng là đột quỵ. Thật là vô lý. Mới có 21, 22 tuổi. Cái tuổi chưa có đủ ăn cơm nữa. Thì làm sao mà có thể mà gọi là trong máu có mỡ rồi trong máu có đường rồi bị hello, đột quỵ, bị sốt, bị co, dạ bị, cô lấy bị, mấy hộp thôi cô, rồi ba hộp, rồi cảm ơn cô nha, tôi chạy ra giùm đó. Con luôn. Dạ. Làm sao mà có đủ cái tuổi đó mà có được cái bệnh đó hả quý vị? Rồi tại thiệt là nhanh tay nha quý vị nha. Cái cơ quan chúng ta không còn cái chất đề kháng tốt nữa. Hello 5946 tốt nữa, cho nên chúng ta này, dễ chị bị ơi. Xâm bị dễ bị thời tiết và những vi trùng xung quanh. Dạ được rồi, chị lấy 2 hũ ha. Rất rồi, là dễ cảm ơn chị. Xâm nhập vào cái cơ thể của chúng ta và từ dạ đó rồi, chúng cảm ta ra đã ra đi mà không biết được là lý do. Rồi 7742905902 và 4084997523 nha quý vị nha. Dạ hello. Dạ. Hả? Lạnh quá. Đúng rồi. Hello. Dạ. Rồi lên nghe đây, còn cái sao lên. Dạ rồi bây giờ đây là cái sản phẩm đặc biệt lắm nha quý vị nha. Cái này á, là Tú Mã thử rồi nha. Thử coi ai là người may mắn đây nha. Nếu quý vị nào á mà đang trên màn hình coi đó nha, coi đó, này chỉ dành riêng thôi. Dành riêng cho vị khách nào mà may mắn thôi nha. Nha, may mắn thôi. Là cái này á, là không có để trên màn thôi, lấy ra đi, lấy cái đó ra. Lấy bảng giá ra. Là quý vị nào mà mua 3 phần nha, 3 phần à, 3 phần, 3 hộp trở lên á, là Tú Mã chỉ đặc biệt dành cho những vị khách nào đang kỹ như coi trên màn hình á, Tú Mã tặng thêm cho quý vị thêm một hộp nữa. Rồi một hello 5996 là trị giá là 125 dạ đồng mà quý vị đi mua một đó quý vị nha. Đó, quý vị nào mua một phần gồm có 3 hũ, Tú Mã sẽ tặng cái này riêng dành cho một vài vị khách đầu tiên. Để khi mà gọi vào thì Tú Mã sẽ tặng cái này riêng nếu quý vị nào trên mạng dạ thấy được. Dạ rồi, Tú Mã cảm tặng ơn riêng cô. Cái này nha. Cái trị giá cái này chỉ có là 1 đồng mà thôi. Nguyên cái hộp là tam quý cốt hắc xâm này. No way. Nha. Thì Tú Mã chỉ gửi đến như 1 đồng mà thôi. 1 đồng nha, 1 đô la khi quý vị mua. Rồi 6557, 6557. Mua 3 hũ rồi đó.
cái hũ này. Dạ rồi được, chị chạy ra giùm em nhé. Là tôi mãi chỉ lấy một đồng mà thôi. Lấy một đồng mà thôi nha. Chỉ có gọi vào thôi. Rồi, chỉ có gọi vào. Số điện thoại là 7142905902 và 4084979723. Còn chờ đợi gì nữa quý vị ơi. Đồng mà thôi nha, cái hũ cao tinh cốt tam quý đại bổ này. Chỉ có một đồng mà thôi quý vị nha. Nếu mà mua 3 lọ. Đúng rồi. Mà đã mua 3 lọ rồi. Rồi. Thì chỉ còn một đồng nữa thôi cho cái lọ thứ tư nha quý vị nha. Rồi, cảm ơn quý vị. Hello, rồi lên nghe. Dạ rồi. Rồi coi.